cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Vâng thưa quý vị, và bây giờ là thí sinh thứ ba, là một bà mẹ một con. Và chuyện gì sẽ xảy ra với bà mẹ một con, và làm sao để cô ấy có thể theo kịp các bạn thí sinh trong cùng một cuộc thi như vậy, đó là cả một vấn đề. Xin một tràng pháo tay để chào đón Phương Yến. Trong lúc khởi động xong, mình đứng quá gần Thao ấy, Thao không để ý nên đã đấm thẳng vào tay của mình ấy. Ôi cảm giác rất là đau, khóc luôn. Mà mai mình sẽ phải tập nhảy, mình sẽ phải tập gym liên tục nữa mà bị chấn thương như thế này ấy. Mình cảm thấy rất là tức Thao. Chưa bao giờ mình được đeo găng cả. Cảm giác là muốn tập ngay. Mình béo ấy, đá chân lên nó cũng không được nhanh. Mà phải đá liên tục, đấm liên tục, không được nghỉ. Người ta đi làm hàng ngày 8 tiếng ấy. Mình đi tập hàng ngày 8 đến 10 tiếng. Vấn đề lớn nhất của mình ấy, đó là mình nhớ con, nhớ chồng, nhớ gia đình. Con mình còn rất là nhỏ, mình chỉ sợ là con mình quên mặt thôi. Vì năm trước chị Huyền Thanh ấy, con chị về không nhận ra ấy. Thế lúc nào mình mà tập bài các thứ xong, Thanh thủ mình gọi video call về cho hai bố con ấy. Hôm nào bận quá không gọi được thì mình sẽ nhắn tin bảo chồng là cho con xem clip của mẹ với cả con ấy, để cho con không quên mặt mình ấy. Bài nhảy của mình thì mình có thể theo động tác của bạn nhảy của mình được, nhưng mà để mà ra được cái chất của hip hop này thì mình vẫn chưa cảm được. Đây là một chướng ngại rất là lớn. Mình cảm thấy cũng hơi tự ti về nhảy hip hop của mình. Bạn gầy đi thấy rõ luôn. Em thành công rồi đó nha Cưng nha. Quý vị hãy bình chọn bằng cách soạn tin nhắn BN khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8369 nếu như thích tiết mục của Phương Yến. Bây giờ là phần bình luận của ban giám khảo. Xin mời anh Đàm ạ. Anh thật sự là cảm động cái câu chuyện mà em chia sẻ, là lo sợ con gái sẽ quên mặt mình. Đây là một cái sự giằng co đấu tranh rất lớn giữa trách nhiệm của người mẹ và mình muốn tìm lại bản thân mình. Rất là thấy thương. Như em nói là em không có cảm mấy về cái hip hop. Anh là thấy ngược lại, từng cái chi tiết, những cái dằn ở trong nhạc á, em làm theo nó cực kỳ chính xác luôn. Ngay cả chi tiết nhỏ em nắm cái áo của Phi Hải thôi, em cũng dằn theo cái tù ti trong nhạc á, nó cũng rất là khớp. Và cái mặt của em nhé, thần thái, cái sự kiêu hãnh của em khi mà em thắng được cái người huấn luyện viên dạy yoga của mình. Và em không nên tự ti như vậy nữa, em rất hợp với cái kiểu chơi này đấy. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng và xin mời John. Trong cái bài này thì cái nhạc nó rất là thu hút, nó rất là hay. Và cái câu chuyện này anh cũng thấy nó thú vị. Em đang làm hết sức hết mình. Nhưng mà vì cái nhạc này nó nhanh, rất là nhanh. Nó có nhiều lần lúc tụi em nhảy mấy cái tổ hợp chung đó, nó chưa đều lắm. Và mấy cái động tác của em, anh cần nó chắc hơn. Tại cái động tác nó nhanh như vậy và cái tay của mình nó không chắc, nó nhìn nhão nhão hay gì đó. Nhão nhão hả? Đúng không? Thì nó phải chắc hơn nhá. Cảm ơn John. Thế còn Kỳ thì Kỳ thấy sao? Kỳ thì Kỳ thấy rằng là anh John đúng là khó tính. Anh biết không? Tại vì
người ta là từ một người thường mà người ta đúng nhảy rồi. Được như vậy. Trời đừng có ơi. Nhìn họ với con mắt một dancer chuyên nghiệp đúng không? Đúng rồi. Khó. Trong cánh gà, Kỳ nói cho hay là Kỳ này cho anh cũng dạy cho Kỳ để mùa sau Kỳ cũng tham gia. Tại anh mà dạy Kỳ á là Kỳ còn nhão hơn cái đó, cô đó đó. Bởi vậy anh đừng nhìn cặp mắt vậy tội nghiệp cổ. Hai đứa tự nói chuyện tự hiểu. Nó nghe nè, lát nữa mình lấy ly cà phê mình ra quán ngồi ha. Ừ. Cùng đồng cảm với chị là mình cũng là một người phụ nữ thì nghe chị nói rằng là chị chơi cái chương trình này và chị rất sợ con mình quên nên chị tranh thủ. Cộng thêm là biết rằng là để có được buổi biểu diễn hôm nay thì chị cũng đã bị tai nạn. Mà thực sự hip hop không phải là dễ vì cái cường độ nhanh rồi động tác phải dứt khoát. Một cái cân nặng như chị mà chị xuống rất là nhẹ. Mình bữa nay soạt chân cao lên nữa. Chị yên tâm đi, anh Hưng và Kỳ về phía đội chị. Anh John bỏ qua. Quan trọng lắm đó. Có nghĩa là sau một thời gian nói chuyện nửa ngày trời vẫn vậy Đàm Vĩnh Hưng. Bỏ rơi Sean Rhyton. Đúng rồi. Thật ra như vậy nè, những cái sự khó khăn của John á chính là cái động lực vô hình do các thí sinh có những bài thi tốt cặp hơn. Cặp mắt của người thầy. Còn anh em mình là cặp mắt người bạn thôi. Người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ thôi. Người thầy thôi. Thông cảm. À vâng, thưa quý vị, câu chuyện về ba người này sẽ còn sau ở phần cà phê ở sau trường quay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm số của họ. Anh Đàm khen quá thì sẽ là bao nhiêu đây? Anh không có khen quá nha, anh khen vừa phải nha. Khen vừa phải thì điểm cũng vừa phải là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Còn Lý Gia Kỳ thì sao? Ủng hộ chị. 8 điểm luôn. Còn John Huy Trần. Thầy nói vậy chứ thầy cho điểm cao á. À, 7 điểm. Thầy nói vậy thôi chứ thầy không có nợ xuống tay. Dạ, thưa quý vị, những nhân vật đóng vai phản diện sẽ còn sống nếu như cuối phim họ biết ăn năn hối lỗi. Dạ, thường là thế. Hay, dạ. hay, câu này hay. Thưa quý vị, điểm trung bình của bạn là 7.3 đến từ 3 vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cân. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng đầu tiên của bạn là 79.8 kg và cân nặng bây giờ là 76.7 kg. Bạn xuống được 3.1 kg tương đương với 3.9%. Tuần trước bạn được cộng thêm 1 điểm nữa, như vậy tổng điểm bạn là 12.2. Chúc mừng bạn. Wow. Sẽ có một người cho bạn một cái ôm ngay bây giờ và nhân vật đó là một nhân vật cũng đã giảm cân rất thành công và cô ta đã giữ được cái cân nặng của mình sau khi rời cuộc thi với một giải thưởng rất là cao, là á quân của cuộc thi. Chúng tôi xin mời bạn sẽ nhận lời động viên đến từ Huyền Thanh, á quân của bước nhảy ngang cân mùa 1. Xin mời. Thưa quý vị, đây là những cô gái đã có gia đình và đã có con. Và bạn cho tôi biết một cái cảm xúc của bạn cũng như một lời khuyên của bạn đối với các thí sinh của năm nay. Thực ra là khi mà em ngồi ở đây em xem chương trình năm nay thì em thấy rất là ngạc nhiên bởi vì là trình độ năm nay của các bạn quá cao. Về cân nặng các bạn cũng lớn hơn nhưng mà trình độ nhảy rồi các khả năng kiểm soát cơ thể của các bạn đều rất là ổn. Và em cảm thấy là nghị lực của các bạn năm nay cũng rất cao độ. Bạn nào cũng đều có cơ hội sẽ là người đi đến cuối cùng chặng đường. Em chúc rằng là tất cả các bạn đều giữ vững được cái sự quyết tâm của mình, đi đến cuối chặng đường và đừng nản chí, đừng bỏ cuộc. Xin cảm ơn một tràng pháo tay nữa cho sự xuất hiện của Huyền Thanh trong trường quay ngày hôm nay thưa quý vị. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.